Thì bài này thì là một bài tương đối khó, nên là nếu mà trong quá trình học các bạn có không hiểu gì thì có thể hỏi trực tiếp, hoặc nếu có thắc mắc gì mà không cần hỏi liền thì có thể nói với lớp trưởng thống kê lại câu hỏi, gửi qua mail tôi sẽ trả lời từng câu một. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là đây là học online nên chúng ta không không có cơ hội để triển khai nhiều các cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu được, nên là tôi cố gắng tôi giảng bám sát cái bài giảng thôi. Còn khi nào mà chúng ta đi lâm sàng, có dịp mà chúng ta gặp nhà trực tiếp lâm sàng thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Thì trước hết để đi vào cái bài này thì chúng ta sơ lược một chút xíu về giải phẫu và sinh lý tai. Thì đây là cái lược đồ cắt ngang qua tai giữa. Thì tai qua tai chúng ta thì tai chúng ta nó được chia tạm thời làm 3 phần. Phần tai ngoài nó gồm có vành tai, ống tai và kết thúc bên trong bởi màng nhĩ. Đây gọi là tai ngoài. Có chức năng là định hướng âm thanh. Tai trong thì nó gồm có ốc tai và các dây thần kinh liên quan đến ốc tai, đó là thần kinh 8. Ngoài ra trong thần kinh 8 nó còn có một thần kinh nữa nó chi phối cho tiền đình, là cái cơ quan chịu trách nhiệm về thăng bằng của cơ thể. Thì hôm nay chúng ta không có học về cái thăng bằng, nên chúng ta học về cái liên quan đến viêm tai giữa và liên quan sức nghe thôi. Nên chúng ta nói tai trong thì nó gồm có hai phần, đó là ốc tai và thần kinh 8. Còn khi nói đến tai giữa thì hầu như chúng ta đều nghĩ đến là đây khoảng này, tức là cái khoảng mà chứa cái hệ thống xương con này, thì chúng ta nói là nghĩ là tai giữa. Tuy nhiên trên thực tế mà nói thì tai giữa nó gồm có 3 phần. Phần đầu tiên của tai giữa thì nó là một cái đường thông từ vào mũi họng đi dọc theo xương thái dương để đi lên và thông với khoang tai giữa chính, người ta gọi là vòi nhĩ. Khoang tai giữa chính thì nó gồm có một cái khoảng trống, nó chứa hệ thống xương con gồm có xương búa, xương đe và xương bàn đạp cùng các cái niêm mạc và các cái dây chằng mà nó chịu trách nhiệm, nó treo cái hệ thống xương con này vào các thành của tai giữa. Và một phần nữa nó thông vào khoang tai giữa và nó nằm ở trong cái xương chẩm ở phía sau của tai, đây gọi là phần thông khí ở sau tai, đây gọi là thông bào xương chẩm. Thì ba phần này về mặt giải phẫu nó gồm có vòi nhĩ, hòm tai và xương chẩm. Thì các bạn thấy là nếu chúng ta quan sát rõ kỹ cái tai giữa thì chúng ta thấy nó có một số đặc điểm sau đây. Thứ nhất là tai giữa nó nằm hoàn toàn trong xương thái dương. Chính vì thế việc chúng ta thăm khám tai giữa bằng các cái phương pháp thông thường hồi xưa giờ chúng ta vẫn học là nhìn sờ gõ nghe, là chúng ta gần như là chúng ta không thấy gì hết vì nó nằm trọn vẹn trong xương thái dương, và chỉ có một phần rất là nhỏ mà chúng ta có thể nhìn được, đó là cái thành ngoài của tai tai giữa, và một phần của thành ngoài thôi, không phải là tất cả. Phần trên thì nó là cái tường thượng nhĩ và nó là xương rồi, chúng ta không nhìn thấy. Và chỉ có phần dưới của thành ngoài nó gồm có màng nhĩ. Đây là cái phần chúng ta có thể quan sát trực tiếp thông qua các cái đèn phóng đại, các cái đèn soi tai hoặc là nội soi thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Và như vậy thì để thăm khám tai giữa thì cái cách nhìn tai giữa thông qua những cái biến đổi trên màng nhĩ trong quá trình bệnh lý của tai giữa thì chúng ta có thể dựa vào đó để đoán định những cái hiện tượng đang diễn diễn ra tai giữa. Nên là chỉ có một cách duy nhất để nhìn vào nó thôi. Nên hầu như tất cả các triệu chứng của bệnh lý tai thì hầu nên là chủ yếu là thể hiện qua mặt này thôi, không có cái kỹ năng nào để có thể thăm khám được tai giữa nữa ngoài cái kỹ năng nhìn những cái biến đổi trên màng nhĩ. Đó là một đặc điểm. Đặc điểm thứ hai là chúng ta thấy nè, khoang tai giữa là một khoang kính toàn bộ. Nó nếu mà tai giữa mà màng nhĩ còn nguyên thì tai giữa hoàn toàn cách biệt với môi trường bên ngoài, ngoại trừ một đường thông duy nhất, đó là vòi nhĩ, tức là nó thông từ họ vòm mũi họng vào trong trực tiếp trong khoang tai giữa. Và đây là con đường thông ra ngoài duy nhất của khoang tai giữa trong trường hợp màng nhĩ còn nguyên. Như vậy thì tất cả những cái bệnh lý, đặc biệt là những bệnh lý từ bên ngoài mà xâm nhập vào tai giữa thì bắt buộc phải đi qua con đường này. Bắt buộc phải đi qua con đường này. Như vậy thì mặt về mặt giải phẫu chúng ta có thể coi
tay giữa nó gồm có 3 phần: vòi nhĩ, hòm tai và xương chẩm. Thì về mặt bệnh lý, chúng ta, tôi thường thường gọi là cái phần vòi nhĩ này là ta gọi là cái phần nguyên nhân. Vì hầu hết các bệnh lý của tay giữa mà liên quan đến các yếu tố từ bên ngoài xâm nhập vào tay giữa mà gây tổn thương tay giữa thì bắt buộc phải thông qua vòi. Vậy thì chúng ta muốn tìm được nguyên nhân mà gây bệnh của tay giữa thì chắc chắn chúng ta phải xác định được các nguyên nhân nào ảnh hưởng đến chức năng vòi. Ví dụ như là viêm VA, ví dụ như là khối u nó chèn ép vào vòi nhĩ nó gây tắc vòi, hoặc là viêm xoang, rồi quá trình từ viêm xoang nó lấn, nó đi theo đường vòi nhĩ và nó đi lên viêm tay giữa, hoặc là bệnh lý trào ngược, rồi nó các dịch tiết của dạ dày nó đi ngược lên và nó làm phù nề, làm tắc vòi, nó làm rối loạn không khí của vòi. Vậy thì tất cả những nguyên nhân tay giữa, đặc biệt là viêm tay giữa, thì phải xuất phát từ vòi. Và vùng này tôi tạm gọi nó là vùng nguyên nhân bệnh. Vùng thứ hai là cái vùng duy nhất mà chúng ta có thể nhìn được thông qua cái việc thăm khám màng nhĩ của thầy để đã đoán định được các cái bệnh lý diễn đưa diễn cho tay giữa. Thì vùng này tôi gọi là vùng triệu chứng. Vùng toàn bộ vùng này tôi gọi là vùng triệu chứng. Vì đây là cái vùng duy nhất mà chúng ta có thể nhìn được các triệu chứng của viêm tay giữa xảy ra. Và nếu như quá trình bệnh lý mà nó khu trú trong khoang tay giữa thôi thì chúng ta có một cái viêm tay giữa đơn thuần. Nhưng quá trình viêm tay giữa mà nó lấn sâu vào, nó đi qua đường thông, nó đi vào các thông bào xương chẩm ở phía sau này và nó gây ứ mủ trong các thông bào xương chẩm này, thì lúc đó bắt đầu có các biểu hiện, ví dụ như là sưng tai, ví dụ như là sưng ở sau tai, ví dụ như là liệt mặt, ví dụ như là viêm tắc xoang tĩnh mạch bên, viêm xương chẩm cấp, xuất ngoại ra ngoài hoặc là xuất ngoại vào trong thành ống tai. Thì trong trường hợp này chúng ta không còn là một cái viêm tai giữa đơn thuần nữa mà chúng ta gọi là biến chứng của viêm tai giữa. Thì cái vùng xương chẩm này một khi nó bị tổn thương thì chúng ta gọi là biến chứng. Như vậy thì vùng này về mặt giải phẫu chúng ta có thể gọi nó là xương chẩm. Nhưng một khi bệnh lý mà biểu hiện ở vùng này thì nó chính là biến chứng của viêm tai giữa. Đây là cái hình mà chúng ta cần phải nắm. Đây là cái lược đồ mà chúng ta cắt ngang qua hõm tai. Thì chúng ta thấy cái hình bên trái chúng ta, đó là cái tai giữa mà chúng ta soi bằng nội soi chụp hình, thì chúng ta thấy được cái màng nhĩ. Màng nhĩ chúng ta là một cái màng bán trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được ha. Ở chính giữa của nó là lõm nhất, gọi là rốn nhĩ. Ở phía trước dưới thì nó có một phần màng nhĩ, nó căng bóng nên nó phản ánh tầm cái ánh sáng của đèn nên nó sáng lên ha, vùng này người ta gọi là tam giác sáng ha. Đó, cái này là xương búa ha. Cái này là dây thần kinh thường nhĩ ha. Cái này mờ mờ chúng ta có thể thấy được xương đen ở bên trong đó. Cái này là phần này là phần u nhô, cái này chúng ta có thấy được cửa sổ tròn ở đây ha. Đó, nó là một màng bán trong suốt nên chúng ta có thể nhìn xuyên qua được. Nếu chúng ta bóc cái màng nhĩ này ra thì chúng ta sơ đồ hóa cái tai giữa này lên thì chúng ta sẽ có cái hình như thế này. Đây, phần này là phần phía trước, phần này phần phía dưới, phía trên và phía sau. Thì khoang tai giữa chúng ta nó giống như một cái hình hộp ha. Với phía trước là nó thông với vòi nhĩ, phía dưới thì nó tiếp cận với xoang tĩnh mạch ha. Liên tục với xoang tĩnh mạch bên từ bên trong não đi ra. Phía trên chính là trần của hòm tai và cũng chính là sàn của hố não giữa ha. Phía sau thì có một cái đường thông đi từ khoang tai giữa vào hệ thống thông bào xương chẩm phía sau và nó thông trực tiếp với cái tế bào thông khí lớn nhất của tai giữa, người ta gọi là xào bào. Thì con đường này người ta gọi là xào đạo. Đạo là con đường, xào đạo chính là con đường thông đến tai giữa, thông đến cái xào bào ha. Và ngay phía trước xào bào thì chúng ta thấy một cái phần lồi của cái ống bông khuyên ngoài, nó lồi vào trong tai giữa ha. Và phía dưới của nó chính là dây thần kinh 7, nó đi từ trong não đi ra và đi dọc theo thành sau ống tai đi ra ngoài qua lỗ chùm chùm và ngoặt ra phía trước qua cái tuyến mang tai để chi phối cho vận động các cơ mặt cùng bên ha. Ở phía trong của nó thì chúng ta thấy ở chính giữa của nó là cái phần lồi của ốc tai và trong khoang tai giữa ha. Phía trên của cái gọi là phần này là u nhô, và phía trên của u nhô chính là cửa sổ bầu dục nơi có xương mật đạp gắn vào, và phía dưới của u nhô chúng ta thấy cửa sổ tròn. Như vậy thì nếu quá trình bệnh lý trong tai giữa mà nó lan rộng về các phía, ví dụ như nó lan lên phía trên, nó đi qua
cái trần của thượng nhĩ. À, điều này rất là hay gặp ở trẻ con vì cái trần này nó mỏng. À, và như vậy thì nó sẽ lên, nó gây viêm màng não, hoặc là tệ hơn nữa là áp xe não, à, áp xe ngoài màng cứng. À, nếu nó đi qua cửa sổ tròn và cửa sổ vô dục, nó gây bệnh, thì lúc đó chúng ta có cái tình trạng là viêm ốc tai, hay là gọi là viêm mê nhĩ. À, và nó gây cái tình trạng là điếc tiếp nhận, bệnh nhân điếc hoàn toàn, điếc ngắt luôn, không nghe được. À, nếu như nó ăn vào dây bẫy thì lúc này chúng ta, bệnh nhân sẽ biểu hiện ra bên ngoài là liệt mặt, hoặc là nó ăn vào ống móng khuyên thì lúc này bệnh nhân biểu hiện ra bên ngoài là chóng mặt. Nếu như lan xuống phía dưới mà nó làm viêm tắc xoang tĩnh mạch này thì ta gọi là biến chứng viêm tắc xoang tĩnh mạch bên. À, còn nó đi vào sào đạo, đi vào sào bào và lan ra các thông bào xương chẩm thì chúng ta có viêm xương chẩm. Như vậy thì chúng ta, nếu chúng ta nhớ được giải phẫu của tay giữa thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ nhớ được các biến chứng của bệnh lý tay giữa mà nó gây ra nếu như lan về các hướng. À, à, đây là cái hình mà nếu chúng ta quay trở lại cái hình đầu tiên, nếu chúng ta cắt một cái đường cắt ngang theo cái mặt cắt ASEAN song song với thành trên của ống tai, đây là đường này cắt ngang đây, và chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống thì chúng ta thấy có cái hình này. À, hình này ở chính giữa của nó là hệ thống xương con gồm có xương búa, xương đe, và xương búa xương đe nó gắn với nhau một khớp búa đe, và phía dưới này chính là xương màng não. À, nó gắn vào cửa sổ vô dục, và hệ thống xương con này nó được treo vào các thành của tay giữa bởi các dây chằng, ví dụ dây chằng treo búa trước, dây chằng treo búa ngoài, dây chằng búa đe, dây chằng đe sau, ví dụ vậy đó. Và phía trên của cái phần này, tức là chúng ta nhìn từ trên xuống nè, thì nó mở rộng ra và chúng ta gọi là thượng nhĩ, thượng nhĩ. À, và phần thượng nhĩ này nó thông với khoang hòm tai ở phía dưới thông qua một cái đường ngay ở phía trong của xương đe, đây xương đe phần này, và phần này rất là hẹp, người ta gọi là eo nhĩ, tức là cái phần hẹp nhất của hòm tai. À, đó. Và nếu như có tình trạng phù nề niêm mạc xảy ra thì lập tức cái eo nhĩ này nó bị tắc, mà một khi bị tắc thì toàn bộ dịch mủ ở trên thượng nhĩ này cũng như hệ thống thông bào xương chẩm phía sau không thể nào dẫn lưu qua eo nhĩ để xuống hòm tai rồi xuống vòi nhĩ đi ra ngoài được. Như vậy thì một khi mà cái thượng nhĩ, cái eo nhĩ này bị tắc thì chắc chắn là xương chẩm bị viêm. Mà cách duy nhất chúng ta có thể mở eo nhĩ đó là chúng ta phải phẫu thuật quét bỏ toàn bộ các thông bào xương chẩm, sau đó mở lấy hết cái niêm mạc viêm ở vùng này, giải phóng đường thông thì nó mới thông trở lại. Và như vậy là đó là cách thức để giải quyết biến chứng. Như thế để điều trị xuyên tay giữa thì chắc chắn chúng ta phải điều trị thật sớm, thật sớm, không được muộn, trước khi có tình trạng tắc eo nhĩ này xảy ra. Còn nếu mà chúng ta để tắc eo nhĩ xảy ra là lúc đó nó viêm xương chẩm. À, đó, nên là đây là cấu trúc giải phẫu cực kỳ quan trọng mà khi làm tắc mũi họng ai cũng phải biết. Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là vòi nhĩ ở người lớn và vòi nhĩ ở trẻ con. Thì vòi nhĩ ở trẻ con thì nó có những đặc điểm khác với vòi nhĩ ở người lớn, và nó gần tương tự với vòi nhĩ ở người lớn khi em bé là được khoảng 7 tuổi. Thì nó có những đặc điểm khác sau đây. Thứ nhất là vòi nhĩ của trẻ con thì nó nằm ngang hơn, vòi nhĩ người lớn thì nó nằm đứng hơn. À, vòi nhĩ ở trẻ con thì nó ngắn hơn so với vòi nhĩ người lớn thì dài hơn. Và thứ ba là vòi nhĩ ở trẻ con này nó thường xuyên mở hơn. Chính vì thế nếu có tình trạng viêm mũi họng xảy ra thì những cái tổn thương viêm nhiễm ở mũi họng nó sẽ dễ dàng đi qua vòi nhĩ này và đến tay giữa gây viêm tay giữa. Đây là lý giải tại sao ở trẻ con thì bệnh lý viêm tay giữa có tỷ lệ rất cao, cao hơn người lớn rất nhiều. Và khi em bé nó đạt được 7 tuổi, 8 tuổi trở đi thì tình trạng viêm tay giữa nó sẽ giảm, cái tỷ lệ tay giữa viêm tay giữa giảm xuống. Đó là chức năng vòi của nó gần như người bình thường, người lớn. Như vậy thì càng trẻ càng nhỏ bao nhiêu thì vòi nhĩ nó càng ngắn bấy nhiêu và nó thường xuyên mở bấy nhiêu, và tỷ lệ viêm tay giữa ở trẻ con rất cao, đặc biệt là ở lứa tuổi từ 2 năm tuổi. Ở lứa tuổi này các bé nó bắt đầu đến trường và tần suất viêm mũi họng của nó rất là cao ở lứa tuổi này, và như vậy thì tỷ lệ viêm tay giữa ở lứa tuổi này rất là cao. Đó, thì các bạn thấy đi lâm sàng, tôi thấy đa phần các bác sĩ khi mà khám bệnh cho trẻ con cứ thấy nó ho sốt kéo dài khoảng trên 1 tuần, 2 tuần mà không khỏi thì chúng ta lập tức chẩn đoán là viêm phổi. Chúng ta cho đi chụp phim phổi lên, chúng ta thấy cái phổi nó hơi tăng đậm ở rốn phổi, chúng ta kết luận là viêm phế quản. Không phải, không phải. Nếu như một cái viêm mũi họng thông thường mà không có biến chứng gì cả và bệnh lý nó khu trú ở vùng mũi họng mà thôi thì thông thường những bệnh lý này nó sẽ tự khỏi trong vòng 7 đến 10 ngày. Đó, có thể chúng ta có điều trị hoặc không điều trị nó đều khỏi.
Nhưng một khi nó kéo quá 2 tuần thì cái biến chứng đầu tiên không phải là biến chứng vào viêm phế quản, mà đó là biến chứng vào tai giữa. Là biến chứng vào tai giữa. Vì sau này các bạn đi lâm sàng các bạn phải lưu ý điều này. Cứ đừng có hở cái là chứng nó viêm phế quản, không có, nó không có chứng nó viêm phế quản như hôm nay, nó là viêm tai giữa. Nó là viêm tai giữa, chúng ta đi khám viêm tai giữa sẽ lòi ra thôi. À, thì điều này nếu mà chúng ta về sau này chúng ta đi nhi chúng ta rất là thường gặp, rất là thường gặp. Nghe phổi thì phải âm thô xíu thôi, không có gì hết. Chứng nó viêm phế quản chúng ta sai, nó là viêm tai giữa. Đây là cái hình ảnh mà người ta vẽ lại cái hệ thống thông bào xương chẩm ở phía sau tai. À, đây là cái xương chẩm của mình. Thì chúng ta thấy ở trung tâm của nó có một cái tế bào thông khí rất là lớn, người ta gọi là sao bào. Và từ đây quá trình thông khí sẽ lấn về các phía của xương chẩm, tạo nên các thông bào giống như ổ ong. À, và lấn vào tất cả các phần của xương chẩm. À, nếu một khi có tình trạng viêm xương chẩm xảy ra thì toàn bộ các thông bào này đều ngậm mủ hết. Và cái việc làm của chúng ta là phải khoét sạch tất cả các tế bào này. Mà các bạn biết rồi, những tế bào này nó lớn lên phía trên thì nó ăn vào gần sát màng não. Và đôi khi nó chỉ cách màng não chỉ khoảng 1 đến 2 mm mà thôi. Không tới nữa, 0,5 mm. Đó. Mà nếu các bạn thấy người ta mổ xương chẩm ở trẻ con, các bạn sẽ thấy người ta dùng cái khoan điện người ta khoan, người ta đặt vào cái xương người ta khoan, mà cái tiếng khoan nó kêu te, tức là cái màng xương nó đã mỏng đến mức độ khoảng cỡ 0,5 đến 1 mm, bắt đầu xuất hiện tiếng kêu như vậy. Thì lúc đó chúng ta mới làm sạch được cái thông bào này. Tương tự như vậy về các phía của xương chẩm. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta muốn làm như vậy mà không làm tổn thương các cấu trúc nằm ở trong xương chẩm thì chắc chắn là về mặt giải phẫu chúng ta phải nhớ từng thông bào một. Đó. Nhớ từng nhóm thông bào một, không bỏ sót một nhóm nào. Thì lúc đó chúng ta mới có thể phẫu thuật xương chẩm được. À. Đó. Thì chúng ta bước vào thực tế lâm sàng. Thì trên lâm sàng thì người ta thường chia viêm tai giữa ra làm hai cái thể. Người ta gọi là viêm tai giữa cấp. Và thứ hai là viêm tai giữa mạng tính. À, thì đối với viêm tai giữa cấp thì trên thực tế lâm sàng chúng ta sẽ thường gặp khoảng 3 cái dạng. Người ta gọi là 3 hình thái lâm sàng khác biệt nhau của viêm tai giữa cấp. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của nó. À, thì thứ nhất là viêm tai giữa cấp xuất tiết dịch thấm. Thì cái này nếu chúng ta gọi là viêm thì thực sự chưa đúng là viêm, mà nó mới là tình trạng ứ dịch trong hòm tai do một lý do nào đó gây tắc vòi một cách đột ngột. À, những nguyên nhân gây tắc vòi một cách đột ngột ví dụ như là một khối u ở vòm và nó chèn ép vào lo vòi, nó gây tắc vòi. À, cái thứ hai là có thể bệnh nhân bị mất thăng bằng áp lực có đột ngột, ví dụ như bệnh nhân đi máy bay. À, bình thường chúng ta bình thường, nếu mũi họng ta bình thường chúng ta đi máy bay không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu như chúng ta đang viêm mũi họng, cảm, ho gì đó, mà sẵn niêm mạc mũi họng nó đang phù nề rồi, bây giờ chúng ta đi máy bay, thì khi mà máy bay nó cất cánh lên, thì áp suất trong không khí nó sẽ giảm, và áp lực trong hòm tai nó sẽ cao. À, như vậy thì nó sẽ gây tạo nên sự mất thăng bằng áp lực giữa bên trong và bên ngoài màng nhĩ, và làm cho chúng ta bị đau. À, hoặc là máy bay nó đáp xuống nhanh quá, áp suất bên ngoài nó tăng cao, trong khi áp suất ở bên trong thì nó chưa cân bằng kịp. Đó, nó gây nên tình trạng mất thăng bằng áp lực ở bên trong và bên ngoài hòm tai và gây nên tình trạng tắc vòi. Đó. Và tắc vòi như thế thì dịch tiết ở trong hòm tai nó sẽ không đi ra ngoài được và nó ứ trong hòm tai. Hoặc là một cái tình trạng nữa là bệnh nhân bị dị ứng. Nếu ai đã từng viêm mũi dị ứng và biết là chúng ta hít một cái mùi lạ, cái lập tức chúng ta hắt xì hơi, chảy nước mũi trong, thì cái đó là người ta gọi là viêm mũi dị ứng. Thì mũi với tai nó là một, không có nhau mà, nó là một thôi, bản chất của nó cũng là một, phản ứng của nó y hệt nhau. Mũi nó xuất tiết chảy nước mũi thì tai nó chảy nước tai, và cái dịch này nó xuất tiết ra, nó nằm trong hòm tai kết hợp nó làm phù nề niêm mạc nữa và làm gây tắc vòi và ứ dịch trong hòm tai. Thì như vậy thì cái dịch này thực sự không phải là dịch rỉ viêm, không phải là dịch tiết ra gồm có cái bạch cầu để chiến đấu với vi khuẩn tạo thành mũ trong này, mà nó là dịch thấm do tình trạng mất thăng bằng áp lực giữa bên trong và bên ngoài hòm tai gây ra. Người ta gọi là viêm tai giữa cấp xuất tiết dịch thấm. À, về mặt triệu chứng mà nói thì do tình trạng tắc vòi gây mất thăng bằng áp lực, nó gây nên tình trạng đau tai. Nếu các bạn đi máy bay các bạn sẽ thấy khi mà bắt đầu cất cánh lên, mà trong máy bay mà có em bé thì nó sẽ khóc ré lên hồi khi máy bay đạt được độ cao, thì lúc đó nó nghỉ khóc. Tương tự khi mà máy bay đáp xuống cũng vậy. Đó. Đau rất là đau tai và bản thân chúng ta cũng thấy đau. À, cái thứ hai là cái xuất hiện tiếng ù trong tai. Và đặc biệt là tiếng ù này nó giống như là tiếng nước sôi hoặc tiếng máy bay nó bay, nó kêu ù ù ù. À, và người ta gọi là ù tai giọng trầm.
Và nếu mà chúng ta có điều kiện, chúng ta đo thính lực thì chúng ta sẽ thấy là cái tai của bệnh nhân bị nghe kém dẫn truyền tương đối nhẹ. Và đặc biệt cái nghe kém dẫn truyền này nó giảm đi khi bệnh nhân ngáp hoặc nuốt. Vì khi chúng ta ngáp nuốt, những cái phản xạ này nó sẽ làm cho vòi nhĩ nó mở ra. Và khi vòi nhĩ nó mở ra thì không khí nó đi vào hòm tai, nó cân bằng áp lực được một chút. Rồi một hồi nó đóng lại thì toàn bộ không khí trong hòm tai lại bị hấp thu và trong hòm tai lại hình thành áp lực âm trở lại. Và lúc đó bệnh nhân lại nghe kém trở lại. Đó. Nếu chúng ta nội soi, chúng ta thấy đây là hình ảnh màng nhĩ bình thường. Thì cái hình kế bên chúng ta sẽ thấy được ở trong hòm tai nó có những cái bóng nước. Đây là dịch, đây là bóng nước, bóng hơi. Nó là có tình trạng ứ dịch trong hòm tai, ít thôi. Và màng nhĩ nó bị lõm vô trong. Chúng ta thấy cán búa nó lồi ra bên ngoài, rõ. Tức là màng nhĩ nó bị lõm vào trong. Có cái hình kế bên là tệ hơn nữa, là màng nhĩ rất là lõm và kèm theo ứ dịch toàn bộ hòm tai. Thì đối với loại bệnh lý này thì để điều trị thì hồi xưa người ta vẫn làm theo cách này. Đây, cách đầu tiên có nghĩa là người ta dùng một cái bơm Bollinger. Người ta bịt mũi một bên và mình sẽ cho bệnh nhân ngậm miệng lại và người ta để một mũi bên kia người ta bóp mạnh. Cái động tác này sẽ khiến cho áp lực trong vòm mũi họng tăng cao lên. Và người ta hy vọng rằng với tình trạng tăng áp lực này, cái áp lực và không khí nó sẽ đi theo vòi nhĩ, nó đi lên tai và thông khí trong tai. Đó. Tuy nhiên bản thân tôi thì tôi thấy là cái phương pháp này nó có một số cái nhược điểm sau đây. Thứ nhất là nếu mà vòi nhĩ mà nó tắc ít thôi thì chúng ta bóp thì đôi khi nó lên. Nhưng nếu mà tắc nhiều thì đôi khi nó không lên. Nó bóp hoài cũng không lên. Đó. Nên là cái phương pháp này làm thì nó có cái nhược điểm là nó năm ăn năm thua. Có nghĩa là có lúc được, có lúc không. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta bóp, không khí nó đi lên. Rồi sau đó, một chút xíu nữa thì nó vòi nhĩ nó lại đóng lại. Và không khí vừa mới đi vô là hấp thu hết. Và áp lực hòm tai lại âm trở lại. Và lại ứ dịch hòm tai trở lại. Có nghĩa này là quá trình thông nó không liên tục. Lúc thông, lúc tắc, lúc thông, lúc tắc. Làm cho cái diễn biến của bệnh lý nó không có được thuận lợi. Vì niêm mạc của hòm tai nó chỉ sống được khi nào nó được thông khí. Tức là niêm mạc của đường hô hấp, một khi nó được không được thông khí là nó sẽ chết. Niêm mạc của phổi, niêm mạc của phế nang, niêm mạc của mũi, niêm mạc của tai, niêm mạc của các xoang, một khi không có sự thông khí là niêm mạc này sẽ chết. Nó là niêm mạc hô hấp. Nên nếu để nó phục hồi được thì cần phải có sự không khí một cách liên tục và không gián đoạn. Đó. Chính vì thế phương pháp này nó không có cái ưu điểm này. Tức là nó không gây nên cái tình trạng thông khí cách liên tục. Và thứ ba nữa là khi mà bệnh nhân có tình trạng nhiễm mũi họng, nhiễm trùng ở mũi họng, thì chúng ta làm cái động tác này, chúng ta sẽ khiến cho quá trình dịch viêm nhiễm ở mũi họng nó sẽ đi theo vòi nhĩ, nó lên tai và nó viêm tai. Nó chúng ta sẽ biến một cái viêm tai từ một cái viêm tai giữa vô trùng trở thành một cái viêm tai giữa hữu trùng, nguy hiểm hơn rất là nhiều. Và nó chống chỉ định trong trường hợp bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng ở mũi họng. Đó. Còn bây giờ thì để điều trị phương pháp điều trị cái bệnh lý này, thường người ta làm như thế này. Người ta sẽ rạch trên màng nhĩ một cái đường rạch. Sau đó qua cái đường rạch này người ta sẽ đập xuyên qua màng nhĩ một cái ống, người ta gọi là ống thông khí. Và cái ống thông khí này nó sẽ nằm ở đây. Và nó đảm bảo cho sự thông khí giữa bên trong và bên ngoài hòm tai một cách liên tục. Và thứ nhất. Cái thứ hai là thông qua cái đường thông này, nếu có dịch trong hòm tai chúng ta có thể hút sạch dịch ra ngoài. Và thông qua cái đường này chúng ta có thể đưa các thuốc chống phù nề, chống viêm, thậm chí là kháng sinh xuyên qua đường này vào trong tai và điều trị cho tai. Như vậy phương pháp điều trị này hiệu quả hơn nhiều. Nhưng chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là sao? Là nếu chúng ta muốn làm việc này thì chúng ta phải có kỹ thuật. Các bác sĩ thông thường mà không được huấn luyện thì chắc chắn sẽ không đạt được cái này. Cái ống thông khí này nó có kích thước khoảng 0,76mm. Và chúng ta đặt cái ống này qua, nó nằm trên màng nhĩ. Và cái ống này nó sẽ nằm đây từ khoảng 3 đến 6 tháng. Sau đó khi mà cái tai nó ổn định rồi, nó không còn viêm nữa, thì màng nhĩ nó sẽ khép dần lại và nó đẩy cái ống này lật nghiêng rớt ra ngoài và nó đi theo cái tai đi ra ngoài. Đó, và màng nhĩ nó liền lại. Đó. Phương pháp này nó có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên nó có một cái yêu cầu là chúng ta phải có kỹ năng chúng ta mới làm được. Và phải có phương tiện. Muốn đặt được này chúng ta phải dùng nội soi hoặc dùng kính hiển vi để đặt. Chúng ta không thể nào đặt bằng mắt thường được. Chúng ta sang cái thể thứ hai, người ta là viêm tai giữa cấp xung huyết. Thì đây là nếu hồi nãy cái thể hồi nãy là chưa phải là viêm thực sự thì cái thể này là viêm. Tai sẽ biểu hiện tình trạng là sưng nóng đỏ đau. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện là đau tai, xung huyết ở tai. Và nguyên nhân
cũng phải xuất phát từ vòi mũi, vòm hay là vòi mũi họng, từ từ vòi tai, có nghĩa là từ vòi mũi họng. Ví dụ như là viêm VA, viêm mũi xoang cấp, hoặc là giống như chúng ta bị cảm gọi là viêm mũi xoang cấp, và quá trình viêm này nó sẽ lên tai và nó gây sung huyết hòm tai, sung huyết niêm mạc hòm tai. Thì chúng ta thấy triệu chứng trên lâm sàng thì bệnh nhân biểu hiện chủ yếu là đau tai, chủ yếu là đau tai, bệnh nhân rất là đau, đau ôm tai khóc luôn. Đó. Và nếu chúng ta soi tai, chúng ta sẽ thấy màng nhĩ sung huyết, sung huyết rất là dữ, có tăng sinh mạch máu từ bên ngoài rìa màng nhĩ đi vào trung tâm. Về mặt điều trị mà nói thì đối với trường hợp mà bệnh nhân đau tai quá thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc giảm đau. Nói đến các thuốc giảm đau thì các bạn thường là nghĩ đến paracetamol, nên không phải rồi. Paracetamol là thuốc hạ sốt. Còn chúng ta muốn giảm đau thì chúng ta bắt buộc phải dùng các kháng viêm non-corticoid, hoặc là đối với tai mũi họng người ta thường dùng corticoid, không có cách nào khác hết. Và cái thứ hai là nếu chúng ta phát hiện nó có tình trạng mà tắc vòi, tức là màng nhĩ nó lõm hoặc ứ dịch trong hòm tai, thì chúng ta cũng phải tìm cách là đưa thông khí vào hòm tai để nó thông. Vì niêm mạc hòm tai cần sự thông khí. Và sau đó chúng ta điều trị các nguyên nhân, ví dụ như là VA mà nó viêm tới viêm lưu hoài, chúng ta phải điều trị, nếu không khỏi thì chúng ta phải nạo VA bỏ. Chúng ta phải điều trị dứt điểm viêm mũi xoang để quá trình viêm này nó không ảnh hưởng đến và nó lại gây nên tình trạng viêm tại giữa cấp tái diễn nhiều lần. Chúng ta qua cái thể thứ ba là viêm tại giữa cấp mũ. Thì hồi hai cái thể hồi nãy là một cái thể là không phải là viêm tại giữa thực sự, một cái thể là viêm nhưng mà mới là sung huyết thôi, chưa có tình trạng nhiễm trùng. Thì đấy, cái thể này là viêm tại giữa thực sự đây, có nhiễm trùng. Thì nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân, thì đa phần xuất phát từ vòm. Ví dụ như là viêm VA, viêm mũi họng, viêm xoang, hoặc là đặt mét mũi để lâu nó gây viêm xoang rồi viêm tại giữa, hoặc là sau các nhiễm trùng nặng ví dụ như là cúm hoặc sởi, thì hai con siêu vi trùng này, con vi khuẩn này nó gây nên tình trạng là làm cho tổn thương hệ thống miễn dịch của chúng ta. Và khi sau khi nhiễm trùng này thì những cái nhiễm trùng cơ hội khác, đặc biệt là những nhiễm trùng của cái những đường thông với môi trường bên ngoài, ví dụ như là mũi họng tai, thì nó sẽ bùng phát lên do miễn dịch chúng ta bị suy giảm. Và như vậy thì những cái viêm tai giữa bùng phát sau cúm sởi này thường là rất là nặng. Đó, bây giờ chúng ta có dịch corona cũng vậy, con corona nó có cái đặc trưng là nó đi vô nó làm cho cái hệ thống miễn dịch chúng ta bị suy giảm đó. Hoặc là những nguyên nhân ví dụ như là rách màng nhĩ do chấn thương, và quá trình nhiễm trùng có thể đi qua cái đường rách màng nhĩ này và nó vào tai giữa, nó gây viêm tai giữa. Về mặt vi khuẩn mà nói, ở trong sách vở kinh điển hồi xưa tới giờ người ta chỉ nói tới 5 con này thôi. Thứ nhất là Streptococcus, thứ hai là Staphylococcus, thứ ba là Proteus, và thứ tư là con trực trùng Papyri, là 4 con này thôi. Thì đa phần cho tới hiện tại thì cũng không có gì thay đổi cho tới ngày nay. Và khi chúng ta điều trị thì chúng ta phải cũng nhắm vào những cái phổ kháng sinh nào mà chúng ta sử dụng hướng vào những con vi khuẩn này, và đặc biệt là những vi khuẩn âm dương và ái khí. Vì tất cả những con vi khuẩn mà nó sống ở đường hô hấp thì đều là gram dương và ái khí, không có con nào khác hết. Có một số bác sĩ thích hay sử dụng các cái vi khuẩn điều trị gram âm, ví dụ như là plagin, có nghĩa là metronidazole, để điều trị các nhiễm trùng của tai hoặc là mũi xoang, thì theo tôi nó không chính xác. Lý do là những ở vùng mũi xoang, ở vùng của đường hô hấp thì đa phần là những vi khuẩn ái khí và ram dương là chính, chứ còn không có ram âm hoặc kỵ khí ở đây, vì nó là vùng được thông khí. Ví dụ như là cái con vi trùng lao chẳng hạn, thì thậm chí là con cực kỳ ái khí, thì nó thậm chí là nó vô phổi, nó chỉ phát triển ở đỉnh phổi thôi, còn đáy phổi cũng ít khi nào nó gây tổn thương đáy phổi, mà đỉnh phổi là chủ yếu, chứng tỏ là nó phải ái khí rất là dữ. Đó, thì chúng ta điều trị kháng khuẩn thì chúng ta hai cái nhóm kháng sinh mà hay được sử dụng trong trường hợp này là nhóm cephalosporin và nhóm beta-lactam. Đây là các nhóm kháng sinh mà chủ yếu tập trung vào ram dương và ái khí. Tuy nhiên, nhóm beta-lactam ví dụ như amoxicillin, amoxicillin thì nó hay có những cái phản ứng phụ, ví dụ là rối loạn tiêu hóa. Nên là bản thân tôi thì tôi ít dùng, mà tôi chủ yếu là nhóm cephalosporin thế hệ thứ hai hoặc thế hệ thứ ba là tốt nhất cho những con vi khuẩn như thế này. Về mặt giải phẫu bệnh thì chúng ta thấy đây là cái hình ảnh đó, một cái trường hợp viêm tai giữa mà nó biến chứng xương chủm rồi. Và đây là hình ảnh mà tôi mổ ra. Thì các bạn thấy đây là cái hình ảnh của thường nhĩ hồi nãy đó.
thì chúng ta thấy ở trung tâm của nó chính là cái xương búa và xương đe, và xung quanh của nó đáng lẽ nó có cái những cái đường thông. Tuy nhiên trong trường hợp này các bạn thấy niêm mạc nó phù nề lên, nó sưng mọng lên và nó bít toàn bộ đường thông. Đó. Và cuộc phẫu thuật này bắt buộc chúng ta phải lấy hết những cái niêm mạc phù nề này đi để trả lại con đường dẫn lưu vào thông khí cho tai, thì lúc đó tai nó mới phục hồi được. Về mặt lâm sàng mà nói thì đa phần các cái trường hợp viêm tai giữa này nó sẽ thể hiện qua hai cái giai đoạn. Hai giai đoạn này gần như là liên tiếp nhau. Tuy nhiên chúng ta quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy nó có hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu tiên là các biểu hiện của nhiễm trùng mũi họng, ví dụ như là sổ mũi, ngạt mũi, rồi sau đó bệnh nhân mới xuất hiện đột ngột và đau tai. Đó, đau tai. Thì đến giai đoạn toàn phát thì tùy thuộc vào hình thái của màng nhĩ là nó đã vỡ hay chưa mà nó có biểu hiện lâm sàng hoàn toàn khác nhau. Nếu trong trường hợp mà màng nhĩ chưa vỡ thì bệnh nhân sẽ rất là đau, giống như các bạn bị cái nhọt vậy đó, nó chưa có vỡ, bể thì đau lắm, đau theo nhịp đập, và bệnh nhân có thể ù tai, có thể chóng mặt đó, và sốt rất là cao. Tuy nhiên ngược lại trong trường hợp mà chúng ta rạch màng nhĩ, tháo mũ ra, mũ nó ọc ra ngoài rồi, lập tức em bé nó hết sốt liền, hết đau, nó ăn ổn, chạy chơi bình thường. Chỉ có một cái nhược điểm đó là mũ nó chảy lòng thòng ra ngoài, thấy rất là thấy ghê. Và cái màng nhĩ mà nếu chúng ta rạch đó, thì nó rách lỗ nhỏ thôi, còn nếu để nó hoại tử thì nó rách. Các bạn thấy đây là hình ảnh của màng nhĩ, nó tự hoại tử nó rách, thì các bạn thấy rách một lỗ rất là rộng và phần còn lại nó cũng bị tổn thương, và nó sau đó nó gây sơ quá, bệnh nhân không nghe được. Nên tốt nhất là nếu mà có ứ mủ cho hầm tai thì chuyện đầu tiên chúng ta nên làm đó là rạch, tháo mủ ngay lập tức, sớm nhất có thể. Về mặt biến chứng mà nói thì đối với viêm tai giữa cấp nó có những biến chứng rất là nặng nề. Đối với biến chứng xảy ra ngay tức thời, ví dụ như là viêm xương chủng cấp, ví dụ như là viêm mê nhĩ, ví dụ như là liệt mặt, ví dụ như biến chứng nội sọ, ví dụ như là viêm màng não hoặc là áp xe não, hoặc là nếu như không xảy ra biến chứng này mà màng nhĩ nó thủng, nó vẫn lưu mủ được, nhưng mà quá trình viêm nó không có, chúng ta không điều trị nguyên nhân tốt nên nó cứ tái tới tái lui, nó sẽ diễn biến dần dần thành những cái bệnh lý, ví dụ như là gián đoạn màng nhĩ xương con, màng nhĩ thì thủng, xương con thì hư, hoặc là sơ hóa của hòm tai. Ở đây là hình ảnh một em bé nó 2 tuổi thì nó viêm tai giữa, mủ căng phòng luôn, thì chúng tôi đề nghị là rạch màng nhĩ, tháo mủ cho nó, nhưng mà ba mẹ nó không đồng ý, xin về nhà uống thuốc. Thì 2 ngày sau em bé nó nhập viện với tình trạng tóc mặt méo về bên, mắt nhắm không kính. Đó. Khi chúng ta sờ ở sau tai, tôi thấy phập phồng ở sau tai, có nghĩa là trường hợp này nó viêm xương chủng và nó xuất ngoại ra ngoài, và bắt buộc trong trường hợp này chúng tôi phải phẫu thuật rạch một cái đường sau tai, bộc lộ hết xương chủng, một quét bỏ toàn bộ xương chủng trong trường hợp này. Thì 2 tuần sau em bé nó hết liệt mặt và ngay cái nhát rạch đầu tiên khi mở cân cơ ra một cái, các bạn thấy mũ nó xịt ra ngoài. Đó, trong trường hợp này viêm xương chủng rất là nặng và gây biến chứng liệt mặt. Đó, đây là một cái biến chứng mà chúng ta rất là hay gặp trên thực tế lâm sàng. Còn nếu như nó không xảy ra những biến chứng này mà may mắn thay màng nhĩ nó tự hủy, nó bị hoại tử, nó thủng lỗ rộng rồi, toàn bộ mũ được dẫn lưu ra ngoài, thì quá trình viêm nó dừng lại, nhưng cái hậu quả để lại là gì mà là sơ hóa tất cả những tổn thương của cơ thể chúng ta, giống như là chúng ta khi bị, chúng ta bị sẹo vậy đó, chúng ta bị chấn thương vậy đó. Thì một cái vết sẹo mà nó sạch và nó gọn thì thường thường nó để lại cái sẹo nhỏ, tức là một sơ hóa nhỏ. Nhưng mà nếu mà vết sẹo nó trì trụa mà nó nhầu nát, nó hoại tử nhiều, nó tổn thương mô nhiều, thì chắc chắn để lại một vết sẹo lớn. Vậy thì đối với viêm tai giữa mà chúng ta xử lý sớm chừng nào thì cái tình tổn thương sơ hóa nó có nhưng ít, không đáng kể. Còn nếu chúng ta để kéo dài thì những cái tổn thương này nó sẽ nặng và nó gây sơ hóa sau đó, cho dù cái quá trình viêm nó có đi qua đi nữa thì cái sơ hóa vẫn để lại, và hậu quả là bệnh nhân mất sức nghe. Màng nhĩ thì sơ hóa, xương con thì gián đoạn và sơ cứng toàn bộ hòm tai. Đây là cái hình ảnh CT scan, chúng ta chụp cắt ngang qua lát cắt ASEAN của tai giữa, các bạn thấy đây, chúng ta sẽ thấy đây toàn bộ xương chủng ha, đây là cái ốc tai đây ha, đó, còn đây là xương con, xương búa, xương đe đây, hòm tai. Thì xương chủng bình thường là nó có những cái thông bào, và những thông bào nó ngăn cách nhau bởi những cái vách xương nhỏ. Thì trong trường hợp này những vách xương nó không còn nữa mà nó tạo thành một cái khối luôn ha, đây một khối tất cả các vách xương bị hoại tử hết, có hình tình trạng hoại tử xương của thành ngoài, và trong trường hợp này là một cái viêm xương chủng xuất ngoại, là hình của em bé hồi nãy. Đó là những cái thể lâm sàng điển hình chúng ta có thể gặp trên thực tế lâm sàng. Tuy nhiên trên lâm sàng
không phải trường hợp nào nó cũng rõ ràng và dễ nhận biết giống như trường hợp ba cái trường hợp mà chúng ta vừa nêu ở trên. Nó còn tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân, tùy thuộc vào thể lực của bệnh nhân, và tùy thuộc vào độc lực của vi khuẩn. Mà trên lâm sàng nó có những cái biểu hiện tương đối đặc biệt, mà nếu chúng ta không nghĩ đến nó thì chắc chắn chúng ta sẽ chẩn đoán nhầm. Ví dụ như trong trường hợp viêm tụy dưới cấp ở trẻ sơ sinh, có nghĩa là trẻ nhũ nhi nó mới sinh ra trong vòng từ tháng đầu 6 tháng. Thì đối với cái những đứa trẻ sơ sinh thì như tôi nói lúc nãy là vòi nhĩ là cực ngắn, và ở trong phần thượng nhĩ của nó còn chứa những cái chất lỏng mà trong quá trình phôi thai nó chưa tiêu đi hết được, người ta gọi là những cái gelatin nó còn tồn tại ở trong thai. Đó. Như vậy thì nếu như ở trẻ sơ sinh mà nó có tình trạng viêm mũi họng mà nó lan lên tai, nó gây viêm xương tai giữa, thì đồng nghĩa với lại là nó sẽ viêm xương dụng. Nên đối với trẻ sơ sinh, người ta thường coi viêm tai giữa là viêm xương dụng và điều trị như một viêm xương dụng luôn. Đó. À, trong trường hợp mà trẻ nó khỏe mạnh thì biểu hiện của nó là sốt nè, nôn ói nè, bỏ bú. À, đối với trẻ con thì nó không giống người lớn, cái gì cũng sốt, cái gì cũng nôn ói, cái gì cũng tiêu chảy, cái gì cũng bỏ bú. Đó là những cái triệu chứng mà trên lâm sàng các bạn hỏi bệnh nhân nào nhập viện cũng có hết, mà nó gần như giống nhau luôn. Nên đối với khám bệnh ở trẻ con và khám bệnh ở người lớn là hoàn toàn khác nhau. Khám bệnh ở người lớn thì chúng ta có thể hỏi để chúng ta mò đến được các cái triệu chứng, rồi chúng ta tổng hợp thành hội chứng rồi thì tìm đến bệnh. Còn ở trẻ con thì chúng ta không làm như thế được. Chúng ta phải làm ngược lại, có nghĩa là chúng ta nghĩ đến bệnh trước rồi chúng ta đi tìm nó xem có hay không. Đó, vì trẻ ở trẻ con người ta gọi là á khoa, mà á là câm, tức là nó không nói câu nào hết. Nó bị cái bệnh gì nó cũng sốt nôn bỏ bú, sốt nôn bỏ bú y như nhau hết. Và nếu chúng ta không nghĩ đến là chúng ta sẽ bỏ sót. Đó. Đối với trẻ khỏe mạnh thì nó còn sốt nôn bỏ bú, còn đối với em bé nó bị suy dưỡng bào thai thì nó còn tệ hơn nữa. Tức là hệ thống miễn dịch của nó là nó quá yếu, nó không tạo nên sốt được luôn. Em bé nó cứ lạnh người đi rồi nó bỏ bú, rồi xong bắt đầu nó tím tái, nó nhiễm trùng độc chết luôn. Đó. Nên đối với trường thể này mà nó bị suy dưỡng là cực nặng luôn, thường là tử vong. Đó. Hoặc là đối với con mà sẽ sao cúm sởi. Như vậy, bây giờ cúm sởi nó lui rồi thì đột nhiên nó sốt trở lại, thì chúng ta cứ nghĩ đây là cái bệnh lý của cúm sởi nó còn, và chúng ta tập trung chúng ta điều trị cúm sởi, sau đó nó lại chết vì các biến chứng của viêm xương dụng. Đó là cái hình thái thứ hai chúng ta có thể gặp trên lâm sàng. Cái thứ ba là ở người già như vậy, hệ thống miễn dịch của người ta rất là phản ứng rất là chậm, và trên lâm sàng đôi khi bệnh nhân không có triệu chứng gì, tự nhiên nghe kém rồi xong bắt đầu đau tai, và chúng ta chụp phim lên, lúc này bệnh nhân biểu hiện bằng một cái viêm xương dụng cấp. Đó. Đây là một cái thể nữa. Hoặc là ngược lại, trong trường hợp này là cái sức đề kháng của bệnh nhân mạnh, thường là xảy ra ở người trẻ, thì quá trình viêm nó bị khu trú lại một trong khoang tai giữa thôi, nó không lan lên toàn bộ tai giữa, người ta gọi là viêm tai giữa khu trú. Ví dụ như nó có thể viêm thượng nhĩ ngoài hoặc nó viêm thượng nhĩ trong, nó gây nên cái tình trạng khu trú và gần như là bệnh nhân nghe bình thường. Ở đây là cái hình ảnh mà thể hiện mỗi trường hợp mà viêm tai giữa khu trú. Các bạn thấy quá trình tổ chức viêm nó chỉ tồn tại ở thượng nhĩ thôi, thượng nhĩ ngoài thôi, còn toàn bộ hàm tai và thượng nhĩ trong là trống thông thoáng, và thường là bệnh nhân sẽ không có triệu chứng gì cho đến khi nào cái tổ chức viêm này nó quỷ xương con, đứt xương con, là lúc đó bệnh nhân xuất hiện nghe kém. Thì đa phần những trường hợp tổn thương như thế này, khu trú này, đa phần chúng ta chỉ phát hiện khi chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ hoặc là tình cờ phát hiện ra khi bệnh nhân có khó chịu ở trong tai thôi. Trên CT scan chúng ta thấy tổ chức viêm nó chỉ khu trú ở một phần rất là nhỏ ở thượng nhĩ mà thôi. Về mặt điều trị mà nói thì trong trường hợp này, nếu bệnh nhân đau tai nhiều thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng giảm đau, chúng ta phải chú ý đến việc sử dụng kháng sinh. Và điều quan trọng nhất trong trường hợp điều trị viêm tai giữa cấp có mũ này thì không phải là ở giảm đau hoặc kháng sinh, mà vấn đề chính chúng ta phải rạch tháo mũ. Giống như chúng ta điều trị nhọt vậy đó. Cái vấn đề chính không phải là uống thuốc, mà vấn đề chính là gì? Rạch tháo mũ là chắc chắn nó sẽ lùi. Và đặc biệt chúng ta phải rạch ngay, làm ngay, cấp tập trong những trường hợp. Ví dụ như triệu chứng toàn thân xấu, bệnh nhân sốt, nôn, tiêu chảy. Đó là biểu hiện của viêm xương dụng. Cái thứ hai là các triệu chứng cơ năng quá rõ rệt. Ví dụ như chúng ta soi vô, chúng ta thấy mà nhĩ phồng căng như thế này, đầy mũ ở trong trắng đục như thế này, thì nhất định là phải rạch rồi. Thứ ba là dấu hiệu mà nhĩ phồng, có nghĩa là chứng tỏ là có nhiễm trùng,
vì khi có nhiễm trùng rồi thì các vi khuẩn nảy sinh hơi và làm cho màng nhĩ nó phồng căng lên. Đó, đây, màng nhĩ phồng căng lên. Hoặc là các triệu chứng gợi ý biến chứng, ví dụ như là cổ gượng, chẹt nó chiên tính, thì chúng ta phải rạch màng nhĩ tháo mũ. Thì thông thường cái đường rạch kinh điển là người ta rạch sau đường A này, người ta dùng cái lưỡi dao người ta rạch cong hết nửa sau màng nhĩ luôn, lật tung màng nhĩ về phía trước. Thì cái cách rạch này nó có một cái ưu điểm là gì? Ưu điểm là nó rạch, nó tạo thành một lỗ thủng rất lớn trên màng nhĩ và toàn bộ mũ trong họng tai được dẫn lưu ra tức khắc và bệnh lui rất là đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là gì? Trong trường hợp chúng ta rạch quá rộng mà màng nhĩ nó không tự liền lại được thì thường nó để lại cái lỗ thủng màng nhĩ. Và đôi khi một số bệnh nhân là lớn lên rồi khỏi, bệnh nhân phải phẫu thuật vá nhĩ lại. Còn ngược lại, nếu chúng ta rạch theo đường B, có nghĩa là rạch từ trung tâm màng nhĩ rạch ra ngoài, thì cái nhược điểm của đường rạch này là sao ạ? Khi chúng ta rút rửa dao ra rồi cái, thì cái đường rạch nó 2 cm nó khép lại và mũ trong họng tai không được dẫn lưu ra. Đó. Nhưng mà cái đường rạch này nó sẽ khiến cho màng nhĩ lành rất là nhanh. Vậy thì chúng ta muốn đảm bảo để cho cái dịch nó được dẫn lưu ra và chúng ta có thể hút mũ qua đường này hàng ngày, thì chúng ta có thể đặt vào đó một cái ống thông khí. Và cái ống này sẽ đảm bảo là thứ nhất là dẫn lưu mũ trong họng tai, thứ hai chúng ta có thể được có đường hút để ra, thứ ba chúng ta có thể có đường để đưa thuốc ngược vào họng tai để điều trị. Đó. Chúng ta qua thể thứ hai, đó là viêm tai giữa mạn tính. Thì nó tương ứng với ba cái thể viêm tai giữa hồi nãy, thì chúng ta có những cái thể viêm tai giữa cấp tính nó mạn tính tương ở tương tự. Thứ nhất là viêm tai giữa mạn tính xuất tiết sơ nhĩ. Thì đây thực sự là quá trình bệnh này nó diễn biến ở trong phạm vi của mũi và vòm mũi họng mà thôi. Và tai nó chỉ là hậu quả của quá trình viêm này thôi. Và cái tai đó, niêm mạc họng tai nó chỉ viêm tới viêm lui, viêm tới tới lui rất rất là nhiều lần. Và hậu quả nó sẽ dẫn đến mỗi lần viêm là mỗi lần để lại sơ hóa, mỗi lần viêm là mỗi lần để lại sơ hóa. Và diễn tiến thành nhiều lần, nhiều năm thì toàn bộ họng tai nó sẽ có cái hình giống như hình vẽ phía kia bên. Có nghĩa là họng tai nó bị sơ quá, cốt quá. Và chúng ta chụp phim CT scan lên chúng ta thấy gần như xương chủng không có thông bào. Vì quá trình thông bào nó phải có không khí. Mà viêm tai giữa vòi nhĩ nó bị tắc, thông khí không được nên là quá trình viêm nó dừng lại, thông bào không phát triển luôn. Và niêm mạc họng tai rất là dày. Rất là dày. Trên lâm sàng thì bệnh nhân biểu hiện chủ yếu là nghe kém. Nghe kém. Bệnh nhân nghe kém theo kỳ dẫn truyền, có nghĩa là nghe kém do tổn thương con đường dẫn truyền âm thanh. Và nhưng mà cái nghe kém này nó có cái đặc điểm là dao động, có nghĩa là khi bệnh lý ở mũi họng tăng lên thì bệnh nhân nghe kém tăng lên. Khi bệnh lý mũi họng giảm đi thì bệnh nhân nghe kém giảm đi. Nhưng mà càng ngày nó càng nặng theo hình bậc thang. Theo hình bậc thang. Nó gọi là nghe kém dẫn truyền dao động tiến triển. Cái thứ hai là nếu chúng ta nội soi lên chúng ta thấy màng nhĩ nó sơ. Có những cái mảng sơ trắng ở trên màng nhĩ ha. Đó. Và nếu chúng ta làm nghiệm pháp Vasava có nghĩa là chúng ta bịt mũi, ngậm miệng, phồng má lên thổi thì bình thường. Thì chúng ta bịt miệng làm như vậy thì màng nhĩ nó sẽ phồng lên. Vì cái hơi nó đi theo vòi tai nó lên nó làm tăng áp lực cho họng tai. Và khi chúng ta ngậm miệng chúng ta nuốt cái màng nhĩ nó xẹp xuống. Thì trong trường hợp này người ta gọi là nghiệm pháp Vasava dương tính. Còn đối với những bệnh nhân này đa phần là chúng ta thổi cỡ nào thổi mà chúng ta nuốt nào nuốt màng nhĩ nằm im. Đây gọi là nghiệm pháp Vasava âm tính. Về mặt điều trị mà nói thì chúng ta thấy là đa phần cái nguyên nhân của bệnh lý này thì là xuất phát từ vòng mũi họng. Chúng ta phải điều trị triệt để các nguyên nhân này, ví dụ như lấy bỏ các khối u của vòng mũi họng, điều trị tốt các trường hợp viêm VA để không viêm tới lui, điều trị tốt các trường hợp viêm xoang. Và chúng ta phải có một cái thì phẫu thuật nữa, có nghĩa là chúng ta phải phẫu thuật, chúng ta mở họng tai ra, chúng ta gỡ bỏ tất cả các sơ hóa, phục hồi lại màng nhĩ. Trong trường hợp màng nhĩ nó bị thủng hoặc bị sơ, hoặc là nếu xương con bị hư thì chúng ta phải có phẫu thuật là tạo hình lại hệ thống xương con để cho bệnh nhân mới nghe được. Có nghĩa là cái thì phục hồi chức năng, một cái phần là điều trị bệnh lý, một cái phần là phục hồi chức năng. Đối với cái thể thứ hai được gọi là viêm tai giữa mạn tính xuất tiết nhầy mũ. Nếu cái thể là hồi nãy thì cái bệnh lý nó chỉ khu trú ở vòm và mũi họng mà thôi, thì đối với cái thể này thì bệnh lý nó lan rộng vào trong tai rồi, và nhưng mà nó chỉ mới khu trú ở lớp niêm mạc của họng tai mà thôi. Niêm mạc họng tai mà thôi. Thì nguyên nhân cũng vậy, như tôi nói lúc nãy, đa phần xuất phát từ vòm mũi họng. Và về mặt bệnh tích mà nói thì chúng ta có thể thấy tai giữa, nếu chúng ta soi lên chúng ta thấy
màng nhĩ nó bị thủng, tai giữa nó xuất tiết rất là dữ dội, niêm mạc phù nề xung huyết luôn luôn ẩm ướt. Trên thực tế lâm sàng, bệnh nhân biểu hiện chủ yếu là chảy dịch tai, và đặc biệt cái dịch này nếu là nó không có hôi, nó không có hôi, trừ phi là bệnh nhân vệ sinh kém để dịch nó ứ động trong tai lâu ngày, rồi có thể là nó xuất hiện hôi là do cái tình trạng nhiễm trùng ở cái mũ khi nó chảy vào trong hồng tai, chảy từ trong hồng tai ra ống tai mà thôi, chứ còn bình thường là cái dịch này tiết trong hồng tai là không có hôi. Cái thứ hai, chúng ta nội soi chúng ta thấy màng nhĩ nó thủng ở phần trung tâm và thường thường cái lỗ thủng này nó nhỏ thôi, nó không có lớn đó. Và nếu chúng ta đo thính lực bệnh nhân thì lúc này bệnh nhân có biểu hiện là điếc dẫn truyền do cái màng nhĩ nó bị thủng, nhưng mà quá trình sơ hóa nó chưa có diễn tiến nhiều nên là bệnh nhân thường là điếc dẫn truyền nhẹ thôi, không có nặng. Và nếu chúng ta chụp CT scan lên, tức là chụp phim lên, thì chúng ta thấy là có thể là xương chụm nó ít thông bào do quá trình viêm nó ngăn chặn quá trình thông bào dừng lại, nhưng không bao giờ chúng ta thấy có hiện tượng viêm xương, chúng ta vẫn thấy các thông bào xương chụm bình thường, chúng ta vẫn thấy giữa các thông bào có các vách xương mà các vách xương này không có bị quỷ, tức là không có bị viêm xương đó. Như vậy thì chứng tỏ bệnh lý nó mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc hồng tai mà thôi, chứ nó chưa lan vào xương chụm đó. Về mặt điều trị thì chúng ta cũng phải trải qua hai quá trình điều trị. Thứ nhất là quá điều trị bình tích viêm, có nghĩa là điều trị các nguyên nhân ở vòng mũi họng cùng mũi xoang. Và cái thứ hai là cũng phải là phẫu thuật. Chúng ta cũng phải mở hồng tai ra, chúng ta gỡ bỏ tất cả những cái sơ hóa, những cái dày niêm mạc, những cái túi áp xe nhỏ nhỏ trong hồng tai. Ví dụ như hình dưới đây chúng ta thấy có một cái ổ áp xe nhỏ nhỏ ở góc sau dưới. Chúng ta phải lấy sạch cái này đi. Chúng ta phải trả lại dẫn lưu và thông khí cho hồng tai. Thì lúc đó tai chúng ta mới dừng quá trình viêm này được. Rồi, chúng ta qua thể cuối cùng của viêm tai giữa màng tính. Đó là viêm tai giữa màng tính có tổn thương xương. Ta gọi là viêm tai giữa mũ màng tính. Thì hồi, cái thể này là thể nặng nhất, là quá trình bệnh nó đã lan vào xương, tức là viêm vào xương của tai giữa. Về nguyên nhân thì nó có thể có những nguyên nhân, ví dụ như là viêm tai giữa cấp mà chúng ta điều trị không đúng cách, hoặc là thể lực của bệnh nhân rất là yếu, ví dụ như là bệnh nhân sử dụng, bệnh nhân bị lao, bệnh nhân bị tiểu đường, hoặc là sau những cái xạ trị thì thường là cái sức khỏe của bệnh nhân giảm xuống và sức đề kháng nó giảm xuống thì bệnh nó sẽ lan rộng ra. Hoặc là trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như độc lực của vi khuẩn quá mạnh thì nó cũng có thể gây nên viêm tai giữa ngay từ đầu, tức là nó xâm lấn vào xương luôn. Về mặt bệnh tích thì chúng ta có thể thấy là niêm mạc của hồng tai nó phù nề, nó sung huyết, nó tiết dịch ra mũ đặc và rất là hôi. Và có thể chúng ta thấy được trên hình ảnh là chúng ta không thấy là viêm xương và viêm mũ, mũ nó chảy ra lúc nào cũng đục ngầu thế này và hôi. Còn nếu không chúng ta có thể thấy được cholesterol. Nếu chúng ta lấy những cái mảng trắng trắng này chúng ta thả vào nước, nó nổi lình phình giống như là mỡ vậy đó, nên người ta gọi là cholestitoma. Những cái này nó có đặc trưng là nó tiết ra các men và các men gây quỷ xương. Và nếu chúng ta để lâu dài thì quá trình quỷ xương nó càng lan rộng ra, và nó quỷ vào dây bẫy thì gây liệt mặt, quỷ vào ống móng khuyên thì nó gây chóng mặt, nó ăn lên sàn sọ thì nó gây biến chứng nội sọ. Nên là bắt buộc đối với thể này chúng ta phải giải quyết. Ở trên lâm sàng đặc trưng bệnh nhân chảy mũ đặc và cực kỳ hôi là do có tổn thương xương. Chúng ta nội soi chúng ta có thấy hòm tai động mũ đặc, thấy được cholesterol, thấy được niêm mạc viêm dày đó. Khi chúng ta đo sức nghe thì ban đầu là bệnh nhân chỉ là điếc dẫn truyền do tổn thương màng nhĩ xương con thôi, nhưng khi quá trình bệnh lý lan vào tai trong thì lúc đó chúng ta sẽ có cái viêm tai giữa mà của bệnh nhân có điếc tiếp nhận, có nghĩa là điếc do tổn thương cơ quan tiếp nhận âm thanh, đó là ống tai. Và khi chúng ta chụp CT lên thì chắc chắn là chúng ta thấy được hình ảnh viêm xương và hủy xương, các thông bào nó không còn có vách xương nữa mà nó hủy thành một khối luôn. Này, CT scan chúng ta cho thấy toàn bộ hồng tai bị quỷ hết và thông bào xương chụm bị quỷ thành một khối luôn. Về biến chứng thì nó cũng giống như viêm tai giữa cấp tính, nó có những biến chứng cục bộ là giỏi, ví như là viêm xương chụm hoặc liệt dây bẫy hoặc là sơ nhĩ vân vân, hoặc là những biến chứng xa hơn ví dụ như là biến chứng vào nội sọ hoặc là biến chứng vào viêm vú thủy xương thái dương, thì nó có rất là nhiều biến chứng và những biến chứng của nó thường là rất là nặng. Về mặt điều trị thì chắc chắn đối với thể bệnh này chúng ta phải trải qua tối thiểu là hai cuộc phẫu thuật. Thứ nhất, cuộc phẫu thuật đầu tiên là điều trị và lấy sạch bệnh tích viêm.
bằng các phẫu thuật như phẫu thuật khoét chủng tiệt căn hoặc là phẫu thuật khoét chủng tiệt căn cái bi. Sau khi chúng ta có một cái tay giữa tương đối ổn định và không còn viêm nữa, khô, không chảy nước nữa, thì lúc này chúng ta phải trải qua một cái thị thứ hai, đó là phục hồi lại tay giữa để cho bệnh nhân tăng sức nghe lên. Ví dụ như các phẫu thuật như tạo hình tay giữa, chúng ta phẫu thuật vá lại màng nhĩ vi thủng, chúng ta phải gỡ bỏ các xơ dính của hòm tay, chúng ta phải tạo hình lại hệ thống xương con. À, nên là đối với trường hợp này, nhất định bệnh nhân phải trải qua hai lần phẫu thuật. À. Thì đây là một số hình ảnh mà trên thực tế lâm sàng chúng tôi làm. Ha. À, những cái này là những cái trụ dẫn mà thay thế cho hệ thống xương con. À, khi các xương con nó bị hư, ví dụ như xương búa, xương đen nó bị hư. Và những cái trụ dẫn này được làm bằng gốm thủy tinh. À, đây là một trường hợp bệnh nhân bị viêm tay giữa và bệnh nhân sau mổ thì bệnh nhân bị mất cái xương đe. Thì chúng tôi sử dụng một cái trụ dẫn như thế này. Một đầu là nó úp vào chõm xương mờ nạp và một đầu nó kết nối vào xương búa. À, đây là người ta gọi là tạo hình tay giữa tiếp 1. Và đây là cái thể tạo hình tay giữa có cái hiệu quả phục hồi sức nghe trên lâm sàng cực tốt. Gần như là cái tay tạo hình này nó nghe 1/8, 1/10 đối với tay bình thường. À, đây là cái trường hợp thứ hai. Ngay trong trường hợp này tôi thấy là cái ngành xuống xương đen nó bị hư một phần thôi và xương đen nó chưa bị hư hết. À, tôi không muốn gỡ bỏ thì tôi đề nghị cái người tạo hình xương con tạo cho tôi một cái xương con giống như thế này. Một đầu là gắn vô cái ngành xuống xương đen và một đầu úp vào chõm xương mương đạp. Cái này cũng để lại cái hiệu quả phục hồi sức nghe rất là ok. À, đây trường hợp là bệnh nhân bị hư cái xương bằng đạp thì chúng tôi sử dụng một trụ dẫn như thế này giống hình cái ly, một đầu thì nối vào xương đe và một đầu và cắm vào trực tiếp vào cửa sổ bầu dục thông qua một cái miếng màng sụn lót che cửa sổ bầu dục lại. À, đây là trường hợp mà bệnh nhân bị mất luôn xương đe và mất luôn xương bằng đạp luôn thì chúng tôi sử dụng trụ dẫn như thế này, một đầu và nối vào xương búa và một đầu nối vào trực tiếp vào cửa sổ bầu dục. Hoặc là trong trường hợp này bệnh nhân mất luôn xương búa xương đe luôn thì chúng tôi sử dụng trụ dẫn như thế này, một đầu nó úp vào chõm xương mạng nạp và một đầu nó đưa ra ngoài hướng vào cái màng nhĩ mới được tạo hình. Ha, thì bài này đến đây là hết. Các bạn có thắc mắc gì không?